ngân hàng Quốc Minh, Quốc Minh Ân Hàng vào kiểm tra tiền. Bên này là cho thẻ vào. Tiếp đến là Korea Kê Sốc. Cho hay hộp mu là kiểm tra tiền. Tiếp tục nhấn cho hay hút cơ re. Đây là số bí mật. Xong khi lấy thẻ ra, nhấn vào trong vô nút đỏ này. Thẻ sẽ tự ra. Rất đơn giản.